Tôi thấy là cái mẫu sầu riêng tán lùn này làm rất là dễ, quả thì làm neo buộc, chăm bón thuốc sâu, canh tác thuận lợi. Thì đây là cái kết quả của tôi có được ngày hôm nay, và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với bà con, với mọi người về cái mẫu và cái mô hình sầu riêng tán lùn phiên bản của Lương Nông Dân. Rất nhiều bà con cũng đã tham khảo và hiện có nhiều anh em họ làm và họ thấy hiệu quả là rất tốt, và họ cũng đang phát triển mạnh về cái sầu riêng tán lùn này. Xin chào toàn thể bà con nông dân, toàn thể cán bộ của anh em trong công ty Ba Tốt. Lời đầu tiên xin chúc bà con và bà con nông dân sức khỏe dồi dào, mọi điều thành công trong cuộc sống, trong quá trình làm cây. Thì tôi xin giới thiệu, tôi là Thắng Phương, cũng hiện là cũng đang làm việc và ở tại Dốc Vắt, thôn 4, Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thì tôi cũng là người làm sầu riêng, và tôi có một vườn mẫu sầu riêng tán lùn Thắng Phương, cũng theo tiêu chí sầu riêng tán lùn Lương Nông Dân. Sau đây tôi xin chia sẻ một số điều về cách làm và về cái cách thức trồng cây và chăm cây tại vườn mẫu sầu riêng tán lùn Thắng Phương. Thì như cây sầu riêng này của tôi là tuổi của nó là tôi trồng là từ năm cuối hay năm 2018, thì ước tính đến nay là nó khoảng được 6 năm. Thì cự ly của tôi ấy, cự ly thì mỗi người một sự lựa chọn thôi. Thì ngày đó cũng là do xen cây, ngày đó nó còn cây bơ trước, thì tôi trồng cự ly là cự ly 7 vuông, có nghĩa là cây cách cây 7 mét, hàng cách hàng 7 mét. Và tôi tự tin vì điều đó, bởi vì tôi ngay từ ban đầu sau khi trồng một thời gian là tôi đã được tiếp cận mẫu sầu riêng tán lùn, thì tôi thấy cái tán nó cũng rất là dễ thương, cành tán rất là dễ thương, cho nên là tôi thấy 7 mét thì đến năm nay năm thứ 6 mà cành tán là như mọi người đã thấy đây. Trái của tôi là đến nay, trái của tôi là sổ, tính ngày sổ là từ 30 tháng 4 năm 2024 dương lịch, thì đến ngày hôm nay là 92 ngày. Chung quy người ta gọi là trái 90 ngày. Theo quan điểm của tôi thế này, thì mỗi người đều có cách thức làm cây, làm quả của mình riêng. Thì ở cái vùng của tôi, đặc điểm của nó là từ tháng 6 đến tháng 7 là có những cơn mưa đầu mùa, bắt đầu vào mùa giông bão, lượng mưa rất lớn. Thì cái cơi đọt này khi mà trái 90 ngày trái cho đến 100 ngày trái, cái cơi đọt này khi mưa xuống nhiều không thể tránh được cái tình trạng là đọt nó đi, lượng đạm của trời nó rơi xuống, mình không quản lý được cái lượng nước mưa, thì tất nhiên nó dư đạm và nó nhiều đạm thì cơi đọt nó phải phóng đi. Chứ còn vấn đề này thì tôi vẫn đang bắt đầu trái 90 ngày tuổi là tôi sẽ không cách làm của tôi là tôi bắt đầu không giữ đọt nữa, và tôi sẽ cho lá đi nhưng đi một cách từ từ, hoặc là sẽ hoàn thiện lá nhanh nhất để đỡ cạnh tranh dinh dưỡng với quả. Đây, như cây này 5 năm này, cắt siêu lùn này, cây này cũng cắt siêu lùn này, nhưng là năm bói năm đầu tiên này. Còn cây này là năm thứ 2 có quả này. Kính thưa các bà con, như toàn thể mọi người đã thấy cái cây này, đây là cây 5 năm tuổi và trên 5 năm tuổi của tôi. Tại vì trong vườn tôi là chia sẻ thật với bà con là không trồng được cây cùng một thời điểm. Thì trong quá trình trồng thì nó có chết, có hư hao, hoặc mình trồng dặm ấy, thì cây được 6 tuổi, cây được 5 tuổi, và thậm chí có những cây chưa đến 5 tuổi. Thì đây là cây 5 tuổi đã đeo trái năm thứ 2 của tôi. Thì sở dĩ cây mang được cái tán nó thấp, nó lùn như vậy ấy, là do quá trình tôi cắt cành và tạo tán qua nhiều lần cắt tỉa cành và tán. Đó, thì mọi người thấy xin chia sẻ đây. Vết cắt ngày đầu tiên tôi cắt đấy là từ khi cây mới được khoảng tầm 80 phân đến 1 mét. Có nghĩa là tôi cắt theo tạng của cây. Đấy, tôi cảm thấy là đây là những cây là tôi cắt là sau khi tôi cắt sớm ấy, thì cành của nó sẽ được nó dưỡng vào cái phần cành dưới. Nó sẽ được sưng to cái cành ra. Trong khi đó tôi cũng cắt đôn cành. Có nghĩa là tôi bấm đầu cành. Tôi rất là siêng bấm đầu cành. Sau hai cơ đọt là tôi thường tôi bấm và tôi chỉnh tán theo đầu cành. À, thì mỗi lần như thế là tất cả những dinh dưỡng là nó tập trung vào để nuôi những cành tay rất là to khỏe. Đây mọi người thấy đây, đây là thân của nó. Đây là vết cắt thân, thì tôi ổn định, tôi cho những cái dinh dưỡng nó dồn để nó nuôi những cái cành tay ở dưới. Xong bắt đầu, sau đó là tôi lại bắt đầu để
tôi chăm bón dinh dưỡng và tôi cho để chồi tiếp tục lên tiếp tục chồi biến thành thân và lên tiếp thành cây như ngày hôm nay. Còn quả tôi làm như này tôi thấy rất là hiệu quả về quá trình chẳng hạn như là chăm sóc rất là dễ dàng, đeo quả và chống gió, có nghĩa là mình neo được này, mình trong quá trình mình neo buộc này hoặc là xịt thuốc sâu này, mọi điều thuận tiện tùy thuộc theo cái vùng đất và khí hậu mỗi vùng chọn cách hướng làm sao. Thì tôi thấy là cái mẫu sầu riêng tán lùn này làm ấy rất là dễ, lượng cành thì cũng không mất đi, không ít, mà quả thì làm neo buộc rất là thuận lợi, chăm bón thuốc sâu và canh tác thuận lợi rất là cao, rất là nhiều. Khi mà mình đã xác định là mẫu sầu riêng đã làm cho cây tán lùn ấy, thực ra tán lùn hay không là do mình siêng tỉa thôi. Thì như bản thân của tôi là tôi tỉa từ rất sớm, chẳng hạn như là về sau này tôi trồng cũng có một số ấy, là tôi đã làm tôi thấy hiệu quả rồi và tôi đã thấy là cái hiệu quả nó đem lại rất là tốt. Thì tôi có trồng thêm, trong quá trình trồng thêm thì tôi khi mà gần được một năm chứ, được một năm tuổi là khi cây đã bắt đầu bén rễ là tôi bắt đầu đã chỉnh tán rồi. Có nghĩa lúc đấy là tôi đã bắt đầu chỉnh cành, chỉnh lá và thậm chí là nếu mà cây nó bị méo mó hoặc là bên dài bên ngắn nó phát triển không đồng đều là tôi đã dùng kéo để tôi can thiệp. Tôi đã can thiệp và tôi chỉnh cho nó tròn trịa cái tán. Thì với quan điểm của tôi ấy, là ngay từ nhỏ, bắt đầu từ nhỏ khi một năm tuổi là đã có thể là can thiệp để làm cái chuyện, để làm cái tán lùn. Đó. Thì rất nhiều bà con cũng đã tham khảo và hiện tất cũng có nhiều anh em là họ làm và họ thấy hiệu quả là rất tốt. Và họ cũng đang phát triển mạnh về cái sầu riêng tán lùn này. Thì người thật việc thật đây, các bạn đi các bạn xem những cây xung quanh đây thì nhiều người nói với tôi ấy, nhiều người đến thắc mắc và cũng đã đến vườn tôi hỏi thì họ bảo là nếu mà sầu riêng tán lùn này ấy, thì đáng được bao nhiêu cành, tán lùn ấy thì lấy được bao nhiêu cành và lùn thì được bao nhiêu quả. Nhưng xin thưa đây, những cái cây năm đầu của tôi đây, mọi người thấy đây, đây cũng là cây sầu riêng tán lùn nhưng mà mới bói năm thứ hai thì cũng có thể có những cây tôi để 60-70 trái, thậm chí có những cây 80 trái. Thì đây là thực tế đây. Thường thường cái cây này ở ngoài ấy, các bạn khi mà để tán lùn ấy là không nhìn thấy trái đâu. Thì muốn nhìn thấy trái là phải vạch cái dàn lá ở bên ngoài ra. Đấy, cái dàn lá nó che hết. Thì đây là hệ trái của tôi. Cái hệ trái với cái cây 6 năm tuổi của tôi. Đấy, cây này thì cũng chưa phải là nhiều trái nhất vườn đâu. Ở trong vườn cũng có những cây không phải nói sai nhưng có những cây 8, hiện bây giờ là 80-100 trái là vẫn có. Nhưng mà tôi sẽ lọc dần chứ tôi không để hết. Đấy, tôi sẽ lọc dần chứ còn cái lượng trái thì rất là ok. Không như mọi người nói. Có nghĩa do quá trình chăm sóc của mình thôi. Thì cành nó to, cành nó khỏe và cành tay nó nhiều thì tất nhiên là nó sẽ ra được nhiều trái. Đó, và nó vững vàng, nó ra được nhiều trái chứ không nhất thiết là cứ phải cao hoặc to hoặc là nó mới nhiều trái được. Đó, thì đây là điều thực tế đây. Mà vườn tôi bây giờ hiện năm nay là có được hơn 100 cây thì đều như nhau hết, cây nào cũng đều mang trái rất nhiều. Đây, các bạn nhìn những cây xung quanh đây. Đó, những cây xung quanh là cũng đều rất là nhiều trái. Đây là thực tế. Chứ không phải là tôi nói hơn nói kém gì. Đây, phải vạch ra mới nhìn thấy. Đây, ở ngoài các bạn không nhìn thấy trái đâu. Đó, phải vạch ra thì các bạn mới thấy là ở bên trong đó, trái nó vậy. Đó, trái nó cứ đóng chùm vậy. Mà tôi gần, cái cách làm của tôi là tôi phải tỉa dần. Chứ còn tôi cũng không để hết như thế này. Đây, trái cây bên này. Ừ, quá đẹp quá. Thì đó, nó đó. Ừ, đó. Phải chui vô nè. Ừ, phải chui vô, các bạn phải chui vô. Camera phải chui vô rồi mới thấy được trái. Mà cái lượng cành các bạn thấy ấy, nó rất là nhiều, có nghĩa từ dưới lên trên nó rất là nhiều và cành nó rất là to. Có nghĩa là cành nó không có khẳng khiu đâu, cành bè rất là nhiều. Tôi phải dùng những cái dây này để tôi treo này, tôi sợ là cái lượng trái nó nhiều quá này, sợ là nó bị gãy cành này và cũng đã có những tình trạng là bị gãy. Đấy, thì tôi phải dùng cái này để tôi treo lên. Còn đây là đấy, hệ sầu riêng tán lùn thì như thế này, mọi người thấy làm có dễ không? Đó. Cao thì nó rất là gió, cao nó lại nhiều cái nó bất lợi. Để mà cân bằng lượng dinh dưỡng thì tất nhiên cái cây sầu riêng ấy thì nó là một bài toán khó. Thì để được một cổ trái nó còn có nhiều yếu tố về, thứ nhất là về tuổi cây, về kỹ thuật và về thời tiết, khí hậu. Nó rất là nhiều yếu tố để mang lại một cái cổ trái đều nhau. Thì đây cũng là, như vườn của tôi là cũng là tương đối nó khoảng tầm đâu đó khoảng 2 cổ trái thôi. Chứ cũng có những vườn năm nay bà con làm là khí hậu nó khắc nghiệt đấy, khả năng nó sẽ là tới 3-4 cổ trái cơ. Thì về cái vấn đề dinh dưỡng thì tôi đã được làm việc và tiếp xúc với bên công ty Ba Tốt. Đấy, thì có những cái sản phẩm nuôi trái
và để duy trì cái lượng trái và để duy trì mẫu trái đẹp này, mẫu gai nhọn này, da xanh này, thì trong đó có những cái sản phẩm của bên phân bón Ba Tốt ấy, thì cái đó tôi sẽ xin chia sẻ với bà con ở cái video sau đây. Thì tất cả cái vườn khu ở trên này tất cả các vườn là đều là sầu riêng tán lùn, đều là mẫu sầu riêng tán lùn hết như các bạn đã thấy đấy. Thì cây nào cũng rất là đây, trái đây. Trái nhớ cho mình là các bạn phải vạch lá ra nhá. Các bạn phải vạch lá ra giùm mình nhá, tại vì ở ngoài là không nhìn, chỉ nhìn thấy lá thôi, không nhìn thấy trái đâu. Cây này 5 năm những cái hệ cành nó rất là to. Đấy, tôi cũng cắt, ngày xưa tôi cắt cành, cắt ngọn từ sớm thì nó tập trung dinh dưỡng ra, nó nuôi những cành tay rất là lớn, rất lực lưỡng. Sơ sơ cây này thì nó cũng phải tầm hơn một tạ trái. Và những cây bên khác cũng vậy chứ không có cây nào thua. Rất là đều. Tại vì mình làm, mình chăm sóc theo quy trình, mình làm đồng loạt theo một quy trình thì cái lượng trái và lượng cây nó giống nhau, cái form cây đấy các bạn thấy, cành rất là to. Tôi đi nhiều vườn khác thấy những vườn cây họ để tán cao á, tôi thấy cành của họ là không được to, họ cành họ nhỏ hơn của tôi đấy, mà phun thuốc rồi chăm sóc khó khăn đấy, có nhiều cái khó khăn hơn, gãy đổ ngã. Mà lượng quả thì đây vẫn đảm bảo yêu cầu đây, các bạn thấy đây, trái rất là to đấy, trái này tầm khoảng 5 kg. Như trái này rất là to, trái đóng chùm luôn. Thì đấy các bạn thấy là tôi phải dùng dây nhá. Tôi không dùng dây thì cũng không, gió nó đến ấy, là cũng không nói được điều gì cả. Cũng có thể nó sẽ bị gãy nhưng tôi phải dùng dây tôi neo lại, neo buộc. Đây là đeo cành, mai mốt lại phải đeo quả lên. Nhưng mà tôi rất là tự tin và thấy rất là phấn khởi khi đã chọn đúng hướng và cách làm cái sầu riêng tán lùn này. Trong quá trình làm mấy năm trời lúc đầu cũng có những cái lời tác động á, cũng có những cái ý kiến là tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia. Thì thực sự là tôi đã làm qua 6 năm vừa rồi, thì đây là cái kết quả mà của tôi có được ngày hôm nay. Và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với bà con, với mọi người về cái mẫu, về cái mô hình sầu riêng tán lùn phiên bản của Lương Nông Dân. Ở cái vùng của tôi ấy, là vùng có hai mùa, mùa mưa và mùa nắng, và đặc biệt như là năm nay là lượng mưa rất là lớn. Thì ngay đợt tháng 6 này vừa rồi là có ở khu vực của tôi là 15 ngày mưa không ngớt. Có nghĩa là 15 ngày mưa gần như nối đuôi luôn, mưa ngày này nối ngày kia không dừng. Thì nó rất ảnh hưởng tới cái vấn đề chăm sóc cây và trái sầu riêng trong cái giai đoạn là cây đang đeo trái. Thì chia sẻ nhỏ của tôi ấy, như thế này, có nghĩa là mình sẽ cố gắng mình tạo bồn cây cho thông thoáng. Mình tạo bồn cho nó cao, không được trúng nước. Có nghĩa là nước mưa mà có chảy vào bồn là không được đọng ở trong gốc, mình phải cho nước có lối thoát nó đi ra ngoài. Thì đấy là cách làm bồn. Cũng có thể là có một số anh em bà con là có lượng cây ít thì họ có thể dùng bịch ni lông họ che phủ gốc để giảm bớt cái lượng nước nó vào trong gốc. Thì đạm trời nước mưa vào nhiều thì cái lượng đạm nó dư, thì phụ với cái quá trình làm thông thoáng và làm bồn cao ráo thoáng và cho chảy nước đi, thì cái quá trình bón phân bón thuốc của bà con thì cũng cố gắng là quản lý ngay những cái lúc đang thời gian mưa nhiều ấy. Thì lời khuyên của tôi ấy, là bà con nên chọn những loại phân bón nó không mang nhiều đạm đấy, để tránh cái tình trạng là nó cộng với cái lượng đạm ở trên trời ấy, lượng đạm nước mưa ấy, thì nó sẽ gây bể trái, nứt trái và thối trái. Nó có những cái sản phẩm ví dụ như là tôi, ví dụ như cái vườn này là tôi, là trước khi mưa là tôi cũng có thể là tôi bón xô Tano 1 030312 hữu cơ khoáng. Và tôi với cái kinh nghiệm của tôi và chia sẻ các anh em kỹ sư thì tôi thấy nó mưa nhiều quá, tôi lại cộng thêm một vài ký kali trắng để trộn vào đó để cho nó khử cái lượng nước mưa đi, khử cái lượng đạm đi. Thì đấy là kinh nghiệm của tôi.